Em mua hạt đình lịch về đắp mặt, hạt không bị nát và kết dính cũng rất là tốt. Lúc đắp vào thì em cảm thấy rất là mát, một lúc sau thì mặt nóng, đỏ ửng và hơi rát, và một lúc sau nữa thì hết. Vậy em có nên tiếp tục đắp mặt nạ hạt đình lịch nữa hay không ạ? Chào bạn, sau khi đắp mặt da bị đỏ ửng và hơi rát là một trong những tác dụng rất là bình thường của hạt đình lịch mà những bạn mới bắt đầu sử dụng loại hạt này sẽ gặp phải. Thực ra thì đây không phải là phản ứng hay là tác dụng phụ của hạt đình lịch, mà thực ra đây là cơ chế tác dụng hút mục tẩy da chết ở những bạn thời gian đầu sử dụng nên chưa quen nên sẽ cảm thấy khó chịu. Bạn yên tâm và chỉ cần đắp thêm một thời gian nữa thì sẽ cảm thấy dễ chịu và cảm nhận được hiệu quả rõ rệt mà loại hạt mặt nạ thiên nhiên này mang lại. Thời gian qua thì đã có rất là nhiều những chị em chia sẻ kinh nghiệm dưỡng da đắp mặt nạ bằng hạt đình lịch nên bạn có thể yên tâm để sử dụng hạt đình lịch được bình thường bạn nhé. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.